Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, trong năm 2021, chúng ta đã có dịp chứng kiến rất nhiều những hiện tượng thiên văn tuyệt đẹp. Bước sang năm 2022, dù thế giới vẫn đang lao đao vì đại dịch, nhưng mỗi khi ngước lên bầu trời, guồng quay của vũ trụ vẫn sẽ mang đến những cảnh tượng tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ. Từ nguyệt thực quyến rũ, các hành tinh thẳng hàng đến những trận mưa sao băng rực rỡ, tất cả hứa hẹn một năm 2022 ấn tượng đang chờ đợi chúng ta. Vậy những sự kiện thiên văn đáng chú ý nào sẽ diễn ra trong năm nay? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vũ trụ không chỉ mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp kỳ bí, mà nó còn có vô vàn những hiện tượng thiên văn tuyệt đẹp khi quan sát từ trái đất. Những màn trình diễn ánh sáng, những màu sắc lung linh của vũ trụ vẫn luôn có sức hút mãnh liệt với những người yêu thích thiên văn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất trong năm 2022 nhé! Tháng 1, mưa sao băng Quarantis. Sự kiện đáng chú ý đầu tiên trong năm nay là mưa sao băng Quarantis. Đây là trận mưa sao băng thường rơi vào tháng riêng hàng năm. Những vệt sáng trên bầu trời sẽ xuất hiện phía đông bắc, ngay gần tay cầm của chòm sao bắt đầu. Năm nay, mưa sao băng đạt đỉnh điểm vào đêm ngày mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 1. Ở thời điểm đó, trăng khuyết mảnh mai sẽ lặn sớm, để lại bầu trời đen tối lý tưởng cho một buổi trình diễn sao băng xuất sắc. Trận mưa sao băng năm mới này tạo ra các ngôi sao băng sáng hơn mức trung bình với tần suất 25 đến 100 vệt sao băng mỗi giờ, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm ánh sáng. Cách tốt nhất để quan sát được nhiều sao băng là bạn hãy tìm một vị trí cách xa ánh đèn thành phố và đợi khoảng 20 phút để mắt của bạn hoàn toàn thích nghi với bóng tối. Nếu bạn đã xem được những vệt sao băng tuyệt đẹp Quarantis của năm nay, đừng quên chia sẻ với Tốt Thú Vị bên dưới phần bình luận nhé! Tháng 3 và tháng 4, màn trình diễn của bộ ba Hỏa tinh, Thổ tinh và Kim tinh. Sau khi kết thúc mưa sao băng Quarantis, vào tháng 2 sẽ là một tháng có ít sự kiện thiên văn đáng chú ý. Nhưng những điều tuyệt vời sẽ dành cho những người biết kiên nhẫn chờ đợi. Vào cuối tháng 3, những người dậy sớm sẽ có dịp chứng kiến ba hành tinh hội tụ trên bầu trời. Nhìn lên bầu trời thấp phía đông nam, khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc, bạn sẽ bắt gặp Kim tinh, Hỏa tinh và Thổ tinh nhóm lại với nhau thành một cụm tam giác. Bộ ba gần nhau đến mức chúng sẽ ở trong cùng một trường quan sát của một số kính thiên văn và ống nhòm. Hiện tượng này sẽ tiếp tục sau khi lịch chuyển sang tháng 4. Khi đó, Kim tinh sẽ tách ra xa hơn một chút, trong khi Hỏa tinh và Thổ tinh vẫn xuất hiện cực gần vào các buổi sáng ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Ở thời điểm đó, chúng gần như trùng vào nhau. Nếu bạn là người yêu thích ba tinh tú này, đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát chúng hội tụ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay nhé! Tháng 4, mưa sao băng và nhật thực một phần. Tháng 4 là tháng thiên văn toàn cầu và những người muốn chiêm ngưỡng bầu trời đêm sẽ có một tháng bận rộn. Nếu đầu tháng 4, bộ ba Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh hội tụ, thì đến ngày 21 và 22 tháng 4 là thời điểm mưa sao băng Lyrit cực đại. Đây sẽ là trận mưa sao băng đầu tiên đạt cực đại trong hơn 3 tháng, chấm dứt đợt hạn hán mưa sao băng kéo dài. Ở thời điểm đó, nó có thể xuất hiện khoảng 15 vệt sao băng mỗi giờ. Những ai muốn cùng người yêu ngắm mưa sao băng thì hãy tranh thủ khoảng thời gian này để cùng người ấy có một đêm ngắm sao lãng mạn nhé! Sự kiện thiên văn lớn tiếp theo trong tháng 4 là nhật thực một phần. Nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng chỉ che một phần mặt trời, đôi khi trông giống như một chiếc bánh quy cắn dở. Năm 2022 sẽ xảy ra hai lần nhật thực một phần. Lần đầu tiên là vào ngày 30 tháng 4.
nhật thực một phần sẽ xuất hiện ở miền Nam Nam Mỹ, một phần của Nam Cực và trên các phần của Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời. Vào thời điểm nhật thực cực đại, khoảng 64% mặt trời sẽ bị mặt trăng che phủ. Để xem được mức độ lớn nhất của nhật thực, người xem phải ở Nam Đại Dương, phía tây bán đảo Nam Cực. Tuy nhiên, những người theo dõi nhật thực ở các vùng cực nam của Chile và Argentina cũng sẽ có thể nhìn thấy khoảng 60% mặt trời bị mặt trăng che khuất. Nếu bạn có kế hoạch xem nhật thực vào ngày 30 tháng 4, hãy nhớ sử dụng kính mắt đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để không làm tổn thương mắt các bạn nhé. Tháng 5, mưa sao băng và nguyệt thực toàn phần. Vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, những ai yêu thích ngắm mưa sao băng một lần nữa được toại nguyện khi có mưa sao băng Eta Aquarius. Đây là trận mưa sao băng trên mức trung bình, có khả năng tạo ra 60 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực đại. Thời gian xem tốt nhất là sau nửa đêm. Bạn hãy lựa chọn một vị trí tốt, xa ánh đèn đô thị để tận hưởng màn trình diễn tuyệt vời này nhé. Cũng trong tháng 5, đến ngày 15 và 16 tháng 5 sẽ là lúc diễn ra nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng bóng tối của trái đất. Mặt trăng sẽ bị che khuất hoàn toàn và dần dần chuyển sang màu đỏ cam. Thời điểm xảy ra nguyệt thực gần hoặc ngay sau khi mặt trăng mọc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, ở bang Oregon và bang Washington của Mỹ và qua phần lớn miền Tây và Trung Bắc của Canada. Thật tiếc khi phải nói với các bạn rằng kỳ nguyệt thực này sẽ không thể quan sát được tại Việt Nam do vị trí địa lý không cho phép. Tháng 6, năm hành tinh thẳng hàng và siêu trăng. Vào tháng 6, một hiện tượng thiên văn khá thú vị sẽ xảy ra. Khi đó, năm hành tinh trong hệ mặt trời gần như xếp thành một đường thẳng khi quan sát từ trái đất. Thời điểm xảy ra hiện tượng vào lúc chạng vạng buổi sáng trong 2 tuần cuối của tháng 6 và chúng ta có thể quan sát chúng dễ dàng bằng mắt thường. Điều tuyệt vời hơn nữa là tất cả chúng được sắp xếp theo thứ tự từ mặt trời, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh. Và nếu bầu trời trong xanh, dãy thẳng hàng này còn có thể có thêm ngôi sao thứ 6, đó là Thiên Vương Tinh. Đây chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc hết sức thú vị. Vì vậy bạn hãy dậy sớm vào những ngày cuối tháng 6 để chứng kiến hiện tượng tuyệt vời này nhé. Năm 2022 sẽ có 3 siêu trăng và siêu trăng đầu tiên sẽ phát sáng vào giữa tháng 6. Khi đó mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất với mặt trời và mặt của nó được chiếu sáng hoàn toàn. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng vào thời kỳ trăng tròn hoặc trăng non trùng vào thời điểm cận địa, tức mặt trăng có khoảng cách gần nhất so với trái đất, làm cho kích thước biểu kiến của nó to hơn bình thường khi quan sát từ trái đất. Siêu trăng tháng 6 sẽ xuất hiện vào ngày 14 tháng 6 năm nay. Nếu bạn là người thích ngắm siêu trăng, đừng bỏ qua siêu trăng tháng 6 của năm này nhé! Tháng 7, siêu trăng lớn nhất năm 2022. Tối ngày 13 tháng 7, mặt trăng tròn sẽ đến điểm gần trái đất nhất trong năm 2022. Khi đó, mặt trăng cách trái đất khoảng 357.264 km. Và đây sẽ là siêu trăng lớn nhất của năm 2022. Ngắm siêu trăng vào một buổi tối mùa hè mát mẻ, đừng quên chuẩn bị máy ảnh xịn để săn những bức ảnh siêu trăng các bạn nhé! Đến ngày 28 và 29 tháng 7, cũng xuất hiện mưa sao băng Delta Aquarius. Đây là trận mưa sao băng trung bình, nó có thể tạo ra khoảng 20 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực đại. Nếu bạn đủ kiên nhẫn và lựa chọn cho mình một địa điểm lý tưởng, bạn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarius vào ngày 28 và 29 tháng 7 nhé. Tháng 8, mưa sao băng Perseus. Một trong những trận mưa sao băng nổi tiếng nhất hàng năm đạt cực đại vào mùa hè là mưa sao băng Perseus. Đợt mưa sao băng này được hình thành bởi những mảnh vụn của sao chổi Swift-Tuttler. Mưa sao băng Perseus cực đại rơi vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm nay. Nếu điều kiện thời tiết tốt, mưa sao băng Perseus có thể mang tới 100 vệt sao băng lúc cực đại.
Tuy nhiên, màn trình diễn mùa hè hàng năm của Mưa Sao Băng Persas thường bị cản trở bởi ánh sáng của trăng tròn, khiến sao băng trông mờ hơn. Do đó, bạn cần chọn cho mình một vị trí thích hợp để quan sát Mưa Sao Băng Persas năm nay nhé. Tháng 9, Mộc Tinh tiến gần trái đất nhất trong 59 năm qua. Vào tháng 9 năm nay, Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời của chúng ta, sẽ tiến đến gần trái đất nhất trong 59 năm qua, kể từ tháng 10 năm 1963. Khi đó, nó cách trái đất khoảng 591,2 triệu km. Thời điểm đó, hành tinh này sẽ rất lớn và rất sáng so với những ngôi sao mờ của chòm sao Song Ngư. Nếu bạn là người yêu thích anh chàng Mộc Tinh khổng lồ, đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát trong tháng 9 nhé! Tháng 10, nhật thực một phần. Đây là lần nhật thực thứ 2 và cũng là nhật thực cuối cùng của năm 2022. Kỳ nhật thực một phần này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Đây là bản đồ đường đi nhật thực lần này. Nó được quan sát tốt nhất ở khu vực phía tây nam nước Nga và Kazakhstan. Nếu bạn muốn quan sát nhật thực một phần tháng 10, hãy chuẩn bị hành lý sang nước Nga hoặc Kazakhstan để có cơ hội chiêm ngưỡng tốt nhất. Tháng 11, nguyệt thực toàn phần và hai trận mưa sao băng. Tháng 11 chứng kiến sự xuất hiện của nguyệt thực toàn phần lần thứ 2 trong năm, và đây là hiện tượng thiên văn được chờ đón nhất đối với người Việt Nam. Thời điểm diễn ra nguyệt thực toàn phần là ngày mùng 8 tháng 11. Nếu trời quang đãng, hiện tượng này có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường và không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Mặt trăng sẽ đi qua phía bắc của tâm bóng tối, khi đó mặt trăng sẽ tối dần và sau đó chuyển sang màu rỉ sắt hoặc đỏ như máu. Nguyệt thực lần này có thể quan sát dễ dàng ở khắp miền đông nước Nga, Nhật Bản, Australia, Thái Bình Dương và một phần miền Tây và Trung Bắc Mỹ. Điều này có nghĩa chúng ta có thể quan sát nguyệt thực ở Việt Nam. Trong sự kiện lần này, nguyệt thực sẽ kéo dài khoảng 1 giờ 25 phút. Nếu bạn muốn ngắm nguyệt thực tháng 11, hãy nhớ quan sát nó vào ngày mùng 8 tháng 11 năm nay nhé. Cũng trong tháng 11, sẽ có thêm hai trận mưa sao băng. Đỉnh điểm của mưa sao băng cỡ nhỏ với tên gọi Tauris vào đêm ngày mùng 4 và rạng sáng ngày mùng 5 tháng 11. Do Tauris là mưa sao băng cỡ nhỏ, người quan sát sẽ chỉ được chứng kiến khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ lúc cực đại. Cuối tháng 11 còn diễn ra mưa sao băng Leonis. Đây là đợt mưa sao băng xuất hiện ở vị trí chòm sao Sư Tử. Trận mưa sao băng cỡ trung bình này đạt cực đại vào đêm ngày 17 tháng 11. Khi đó nó xuất hiện khoảng 30 vệt sao băng mỗi giờ. Bạn cũng đừng bỏ lỡ hai trận mưa sao băng tháng 11 của năm nay nhé. Tháng 12, mưa sao băng Geminis. Một trong những trận mưa sao băng hàng năm được mong đợi nhất cũng sẽ là một trong những sự kiện thiên văn học cuối cùng trong năm, khi mưa sao băng Geminis đạt cực đại trong tuần thứ 2 của tháng 12. Vào ngày 13 và 14 tháng 12 là lúc mưa sao băng Geminis đạt cực đại. Ở thời điểm này, mưa sao băng có thể mang tới 100 đến 120 vệt sao băng mỗi giờ. Người quan sát cũng có thể chứng kiến mưa sao băng Geminis với tần suất vừa phải hơn xuyên suốt cả tháng 12. Do đó, bạn hãy lựa chọn cho mình một vị trí hoàn hảo để ngắm mưa sao băng cuối cùng của năm này nhé. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng điểm qua những sự kiện thiên văn nổi bật nhất của năm 2022. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các hiện tượng độc đáo trong năm nay. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!